Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là phần bản tin văn hóa với những thông tin sau. Xã Dạ Trạch dạy hát chống quân trong trường học. Hiệu quả tủ sách ở thôn Phú Cốc, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi. Tình trạng đốt vàng mã vẫn diễn ra tràn lan tại lễ hội đền Tân La. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự nỗi lo đuối nước trong dịp hè. Tiên Lữ, nhiều nhà văn hóa được xây dựng khang trang nhưng chưa hiệu quả. Cuối chương trình trong mục tinh hoa phố Huyến, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về lễ hội Chử Đồng Tử Tiên Dung và lễ hội Vật Lầu Quan Xuyên. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Trước thực tế, thời gian qua, hiện tượng búp bê Kumanthong xuất hiện ở một số tỉnh thành phố gây hoang mang lo ngại trong dư luận. Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành công văn số 853 về thông tin và định hướng dư luận xã hội hiện tượng búp bê Kumanthong. Búp bê Kumanthong có nguồn gốc từ Thái Lan, là một hình thức mê tín dị đoan, không phù hợp với văn hóa và vi phạm những quy định của pháp luật Việt Nam, nảy sinh tâm lý hoang mang, ỷ lại, trông chờ vào vận may, bùa phép ở những người tin theo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương, đơn vị, các cơ quan báo, đài tỉnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để giúp nhân dân thấy rõ bản chất mê tín, vi phạm pháp luật của hiện tượng này, không tham gia sản xuất, mua bán, sử dụng búp bê Kumanthong. Xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu là cái nôi của hát chống quân Hưng Yên. Đã có một thời kỳ, hát chống quân Dạ Trạch bị mai một. Nhưng bằng niềm say mê, nhiều nghệ nhân đã tìm tòi các tài liệu để khôi phục làn điệu này. Những năm gần đây, các nghệ nhân còn tiến hành dạy hát chống quân trong các nhà trường. Từ năm 2014, câu lạc bộ chống quân xã Dạ Trạch đã tiến hành việc dạy hát chống quân trong nhà trường. Ban đầu các lớp học hát chống quân chỉ được tiến hành ở trường tiểu học Dạ Trạch, sau đó được nhân rộng đến trường trung học cơ sở Dạ Trạch. Đến nay đã có nhiều lớp thế hệ học sinh ở Dạ Trạch được học và yêu thích hát chống quân. Con rất thích học hát chống quân vì đây là một loại hình âm nhạc rất nổi tiếng ở quê hương con. Việc truyền dạy chống quân cho học sinh được nhà trường và giáo viên rất ủng hộ. Các em muốn cho các em học chống quân thì là các em sẽ biết được những lời hay ý đẹp là một này, biết gìn giữ bản sắc văn hóa tộc là hai. Hy vọng với việc làm này, chống quân Dạ Trạch sẽ được lưu truyền và phát triển hơn nữa. Sau gần 2 tuần, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phát sóng phóng sự phản ánh về tình trạng chiếm dụng vỉa hè, làm lán để xe ô tô ở nhiều tuyến đường trong thành phố Hưng Yên. Thì đến nay, các tuyến đường có nhiều hộ vi phạm như Nguyễn Huệ, Hồ Xuân Hương, Đông Thành, Bắc Thành, Bùi Thị Cúc, Hoàng Văn Thụ vẫn chưa có chuyển biến. Theo ghi nhận của phóng viên, chưa có hộ nào tiến hành tháo dỡ lán xe lấn chiếm vỉa hè. Chỉ khác là không còn công khai vào ban ngày như trước mà đa số sử dụng lán xe vào ban đêm. Được biết, chính quyền phường Quang Trung và phường Lê Lợi đã có thông báo tới các hộ lấn chiếm, đồng thời giao cho cán bộ phụ trách đô thị và trưởng khu phố đến từng gia đình tuyên truyền, vận động các gia đình tự giác tháo dỡ lán xe lấn chiếm vỉa hè. Thời gian tới nếu không tháo dỡ, phường sẽ kiên quyết xử lý để trả lại sự thông thoáng của vỉa hè. Trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, thói quen đọc sách ở một bộ phận người dân đã bị giảm sút đi phần nào. Tuy nhiên, tủ sách tại thôn Phú Cốc, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi vẫn thu hút rất đông người dân đến tìm hiểu, nghiên cứu. Sở dĩ có được điều này là nhờ ngoài nguồn sách do Thư viện tỉnh cung cấp được luân chuyển hàng năm, thôn còn vận động người dân tích cực chia sẻ đóng góp sách cho tủ sách. Hiện tại, tủ sách của thôn có gần 400 đầu sách, báo, tạp chí. Ngoài những sách hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, canh tác, những sách về sức khỏe, pháp luật, văn học được đông đảo người dân tìm đọc. Theo thống kê của thôn, trung bình có gần 1.000 lượt người mượn sách, đọc sách hàng năm. Các độc giả chủ yếu là thanh thiếu niên, người cao tuổi. Số lượng độc giả tăng cao nhất là những tháng học sinh nghỉ hè. Mặc dù Ban Tôn giáo tỉnh Hưng Yên đã ban hành công văn số 13 về thực hiện văn minh, tiết kiệm, không đốt vàng mã ở các cơ sở thờ tự. Tuy nhiên, trong những ngày diễn ra lễ hội Đền Tân La, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tình trạng người đi lễ dâng và đốt vàng mã vẫn diễn ra tràn lan. Đặc biệt, các khóa hầu đồng tại đền đều sử dụng số lượng lớn đổ mã bày tại khuôn viên đền, sau đó đốt ngay tại lễ hội. Đây là hành vi gây lãng phí không phù hợp ở lễ hội, mặt khác gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Để mùa lễ hội năm sau không còn tình trạng trên, Ban Quản lý Di tích Đền Tân La và Ban Tổ chức lễ hội cần rút kinh nghiệm, tăng cường tuyên truyền nhắc nhở người đi lễ, đồng thời kiên quyết ngăn chặn các khóa hầu đồng cúng và đốt vàng mã tại di tích.
Thưa quý vị và các bạn, hè đến dư luận lại chứng kiến các vụ đuối nước thương tâm mang đến nhiều nỗi đau cho các gia đình. Nỗi lo đuối nước trong dịp hè luôn thường trực, đòi hỏi sự quan tâm và chung tay phòng tránh của cả xã hội. Mới chớm hè, song trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm. Gần đây nhất, vào ngày 22 tháng 4 ở xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, xảy ra vụ đuối nước cướp đi sinh mạng của một học sinh. Chiều hôm đó, bốn học sinh đều sinh năm 2003 rủ nhau ra đầm nước ở khu vực cánh đồng bãi thôn An Châu 2 để tập bơi. Do không biết bơi, lại gặp chỗ nước sâu khiến hai em bị đuối nước, trong đó em Đặng Trung Kiên bị tử vong. Đa phần là các cháu không biết bơi, các cháu ra chủ yếu là tập bơi, nhưng không may vào cái chỗ vũng nó sâu quá nên các cháu không bơi lên được nên xảy ra cái tình trạng đuối nước. Gia đình anh Hợp, chị Oanh, bố mẹ của em Kiên vẫn còn chưa hết bàng hoàng và đau xót bởi không thể ngờ mình mất đi cậu con trai nhanh đến vậy. Anh Hợp chia sẻ, giống như nhiều đứa trẻ khác trong xã, Kiên không biết bơi, gần nhà lại không có chỗ để học bơi. Vì thế, con trai anh và bạn rủ nhau ra đầm cá ngoài bãi để tập bơi, nhưng do không có sự giám sát của người lớn nên đã dẫn tới sự việc đau lòng trên. Bây giờ nó ô nhiễm, bên là hai nó bèo nhiều, trẻ thì bơi làm sao được. Chỗ nào nó có nước là các cháu là gọi là xô nhau đến. Trẻ em, thanh thiếu niên không có địa điểm để tập bơi do ao hồ bị san lấp, hoặc có thì cũng ô nhiễm là thực trạng chung ở nhiều địa phương. Trẻ không biết bơi, gia đình lại chủ quan trong quản lý trông nom là những nguyên nhân chính dẫn tới đuối nước. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 3 năm gần đây, từ năm 2016 đến năm 2018, tỉnh ta có 56 trường hợp bị tử vong do đuối nước. Năm 2017, cao nhất với 23 em. Trong 4 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã có 3 trẻ bị tử vong do đuối nước. Phòng chống đuối nước ở trẻ thì cũng cần phải có cái sự vào cuộc của tất cả các ngành. Như giáo dục, đoàn thanh niên, nhất là đối với cả gia đình thì cũng phải thường xuyên có cái sự giám sát. Trẻ em vốn hiếu động, chưa nhận thức được những nguy hiểm rình rập khi vui chơi, bơi lội ở khu vực ao hồ. Nếu không biết bơi và không có sự quản lý chặt chẽ từ phía gia đình thì có nguy cơ xảy ra đuối nước. Vì thế các gia đình cần cho con em mình đi học bơi và các kỹ năng phòng chống đuối nước, đồng thời chủ động rào chắn ở khu vực ao hồ quanh nhà mình. Các địa phương quan tâm đầu tư, huy động xã hội hóa để xây dựng, cải tạo các ao bơi, bể bơi cho trẻ đến học bơi và nhân rộng các mô hình dạy bơi miễn phí để ngày càng có nhiều trẻ biết bơi để tự bảo vệ mình. Nhà văn hóa luôn được nhấn mạnh là một phần không thể thiếu trong hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, giữ vai trò quan trọng trong việc phổ biến, nâng cao tri thức, thỏa mãn nhu cầu văn hóa của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhà văn hóa, tuy được đầu tư xây dựng với nguồn kinh phí không hề nhỏ, song hiệu quả sử dụng lại chưa tương xứng với mức độ đầu tư. Nhà văn hóa xã Thiện Phiến được xây dựng từ năm 2005 với kinh phí gần 2 tỷ đồng. So với thời điểm đó, nhà văn hóa xã Thiện Phiến được coi là một trong những nhà văn hóa khang trang to đẹp của huyện Tiên Lữ. Tại Hải Triều, cùng với nhà văn hóa xã, các nhà văn hóa thôn cũng đều được đầu tư xây dựng rất khang trang hiện đại. Việc xây dựng các nhà văn hóa là việc làm cần thiết để tạo nơi sinh hoạt văn hóa lành mạnh cho người dân. Tuy nhiên, việc sử dụng các nhà văn hóa vẫn còn hạn chế nhất định. Do cái điều kiện là nhà văn hóa cũng chưa có được cái tạo được một cái môi trường thuận lợi nhất để cho nhân dân đến để mà tham gia đọc sách cũng như là tham gia một số các hoạt động khác. Nhà văn hóa chủ yếu được sử dụng để phục vụ cho các buổi hội họp, học tập cộng đồng nên số lượng người dân đến sinh hoạt tại nhà văn hóa còn hạn chế. Đôi khi có công việc gì thì cũng tham gia. Có ít thôi, hạn chế thôi. Thật ra mà nói thì một tháng một lần thôi. Theo thông tư số 06 năm 2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 8 tháng 3 năm 2011 quy định về chức năng của nhà văn hóa là góp phần tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, nơi tổ chức hội họp, học tập cộng đồng và các sinh hoạt khác ở thôn. Quy định là vậy, nhưng trên thực tế, các nhà văn hóa hiện nay chủ yếu thực hiện chức năng là hội họp tuyên truyền mà vai trò vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ vẫn còn bị xem nhẹ. Chúng tôi cũng có tủ sách rồi báo chí để nhân dân có điều kiện thì ra đấy đọc và sinh hoạt ở tại nhà văn hóa.
Tình trạng hoạt động kém hiệu quả, lãng phí công năng tại các nhà văn hóa là một phần do nhiều địa phương chạy theo tiêu chí xây dựng nhà văn hóa để đủ chỉ tiêu. Đã xây là muốn xây sao cho thật to mà không căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến người dân chưa mặn mà tham gia sinh hoạt văn hóa chủ yếu là do phong trào văn hóa văn nghệ và các hoạt động thể thao ở địa phương chưa thực sự sôi nổi, nên nhà văn hóa chưa phải là địa điểm tập trung của đông đảo quần chúng nhân dân. Đặc biệt, rất ít nơi nhà văn hóa được sử dụng vào việc tổ chức cưới, hỏi. Trong lúc nhiều gia đình bác giạp lớn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Vì vậy, vấn đề sử dụng nhà văn hóa sao cho hiệu quả đang rất cần các địa phương quan tâm. Đến hẹn lại lên, cứ vào trung tuần tháng 2 âm lịch hàng năm thì du khách thập phương lại nô nức về dự lễ hội Chỉ Đồng Tử Tiên Dung hay còn gọi là lễ hội tình yêu ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đây là một trong 16 lễ hội lớn nhất cả nước gắn liền với truyền thuyết Chỉ Đồng Tử Tiên Dung, một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn giữa chàng trai nghèo họ Chử và nàng công chúa Tiên Dung, con gái của vua Hùng Vương thứ 18. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng hòa mình với không khí tưng bừng của lễ hội này. Mở đầu cho chuỗi các sự kiện của lễ hội là lễ rước trên bộ của 9 làng thuộc các xã Tổng Mễ xưa là xã Bình Minh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu và xã Mễ Sở, huyện Văn Giang về đền Đa Hòa. Đi đầu đoàn rước là đội múa rồng dài trên 20 mét, được 30 thanh niên khỏe mạnh thay nhau múa theo điệu chống thúc thiên hồi, khiến cuộc rước thật tưng bừng. Lễ hội còn tái hiện các nghi lễ bảo tồn nguồn gốc truyền thống, trong đó có lễ rước nước từ sông Hồng về lễ thánh. Việc lấy nước được bắt đầu bằng hành trình rước một chiếc chóe lớn từ đình, chùa ra sông và những chiếc thuyền đã được trang trí cờ hội. Sau đó thực hiện nghi lễ độ hà, xin phép thần sông Hà Bá được lấy nước. Chiếc thuyền chính trong đoàn sẽ chọn dòng nước hai nơi trong sạch, tinh khiết nhất giữa sông Hồng để lấy. Thưa ông, là ông có thể cho quý vị khán giả được hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tục rước nước ở trên sông Hồng trong lễ hội là như thế nào ạ? Rước nước này có từ xa xưa. Theo tục lệ là sau khi mà lễ hội khai mạc xong thì có một cái chương trình là buổi rước nước, lấy nước ở sông về để thờ thánh trong một năm. Do vậy mà hàng năm là cứ sau khi khai mạc hội xong ngày hôm đầu thì hôm sau là sẽ tổ chức rước nước ra. Tức là đoàn thuyền sẽ đi trên sông và lấy nước vào chóe, xong rồi mang vào trong cung để thờ thánh trong những ngày hội. Lễ rước nước là một nghi thức tâm linh rất đặc sắc, biểu hiện cho tín ngưỡng cầu nước của những cư dân sống với nền văn minh lúa nước ven sông Hồng. Hầu như mọi thủ tục, mọi hoạt động trong lễ rước này như múa rồng, rước cá, chèo thuyền, rước nước đều có liên quan đến nước, một yếu tố rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Thông qua nghi thức này, nhân dân muốn cầu cho mưa thuận gió hòa để cấy cày thuận lợi, đặng lấy đầy bát cơm. Đến với lễ hội thì em đầu tiên là không khí thì rất là vui ạ. Sau đó thì em cũng với mong ước là cầu cho gia đình mình thật nhiều sức khỏe và mọi người được bình an. Sau đó là cầu đến tình cảm của hai đứa. Và ngày hôm nay đến với lễ hội thì ông bà có những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ cũng như là những cái mong ước như thế nào ạ? Chúng tôi thì năm nào cũng đi, nhưng mà đặc biệt là cứ 3 năm một lần thì chúng tôi đi để thưởng thức cái lễ rước và lễ Đức Thánh và cũng là chiêm ngưỡng cảnh đẹp ở Việt Nam và đồng thời cũng cầu mong cho mọi người được hạnh phúc, trong đó thì có hạnh phúc riêng của mình. Sau khi lấy nước ở sông Hồng về, các kiệu trở về đền lễ thánh, các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, bịt mắt đập niêu, trọi gà, đi cầu kiều, đu cây và một số trò chơi khác diễn ra sôi nổi, cuốn hút du khách. Gắn với huyền thoại đẹp về tình yêu bất tử, lễ hội Chỉ Đồng Tử Tiên Dung không chỉ là lễ hội tình yêu độc đáo nhất trong cả nước, mà đó còn là bài ca về lòng hiếu thảo, về đạo làm người và là minh chứng sinh động cho một nền văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ hội mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc và là một bức tranh sinh động để mô tả lại cuộc sống sinh hoạt của các cư dân Việt cổ vùng đồng bằng sông Hồng từ hàng ngàn năm về trước.
lễ hội Chùa Đồng Tử Tiên Dung tại đền Đa Hòa, huyện Khoái Châu không chỉ là nơi thờ cúng tâm linh mà còn là điểm du lịch tham quan không thể thiếu của du khách trong tour du lịch Hưng Yên và vùng đồng bằng sông Hồng. Làng Quan Xuyên, xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nằm bên bờ sông Hồng, mang những nét đặc trưng của một làng quê truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ với cây đa giếng nước sơn đình. Ở làng Quan Xuyên, khi mà cây gạo đầu làng khoe sắc thắm cũng là lúc mà dân làng ngại nô nức tổ chức hội làng vào ngày 11 tháng 2 âm lịch. Trong lễ hội thì có một trò rất vui, đó là trò vật lầu. Cứ 3 năm thì lại tổ chức hội vật một lần. Chính vì vậy mà người dân luôn mong ngóng chờ đến những năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi để có thể được xem hội vật. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những nét văn hóa đặc sắc của lễ hội này. Đình Quan Xuyên nhìn ra hướng Tây, xung quanh có hào nước bao bọc, phía trước là sông Hồng. Xung quanh đình có các cây cổ thụ tỏa bóng che mát, tạo nên cảnh trí thâm nghiêm huyền bí. Thần tích và thần sắc ở đình Quan Xuyên khẳng định ngũ vị đẳng thần được thờ ở trong đình đều có công rất lớn đối với dân với nước, là những người khai phá vùng đất hoang vu thành những làng mạc trù phú. Và đặc biệt, đình cũng phối thờ Đức Thánh Chử Đồng Tử và nhị vị phu nhân, những nhân vật trong Thiên Tình Ca Bất Tử, về lòng hiếu thảo, về đạo làm người, là minh chứng của nền văn minh lâu đời của dân tộc Việt Nam. Người dân làng Quan Xuyên được con sông Cái, sông Mẹ, sông Hồng cung cấp cho nguồn sữa ngọt để cho con người và vạn vật sinh sôi phát triển. Chính vì vậy mà tục rước nước về thờ là nghi lễ quan trọng trong ngày hội đình Quan Xuyên. Cờ xí, trang phục truyền thống và âm nhạc dân tộc đã mang lại một không khí lễ hội tưng bừng cho triền đê vốn quanh năm yên tĩnh. Thưa ông, là ngày hôm nay đến đây thì cháu rất là mong muốn được biết là ý nghĩa của lễ hội mình là như thế nào ạ? Ngày Vũ Quang Chiếu là thần hoàng làm tôi, sau khi được nhà vua cho về để phát triển kinh tế và xây dựng vùng này, để tưởng nhớ thì phải lễ hội và để hàng năm để tưởng nhớ đến ngài. Ngày hội gắn với tục vật lầu từ bao giờ, người dân làng Quan Xuyên cũng không ai biết, nhưng những người có tuổi trong làng đều nói rằng thời xa xưa đã nghe kể về hội vật lầu và đã trở thành nét văn hóa riêng của vùng. Ông ơi, trước khi mà diễn ra vật lầu thì chúng ta sẽ có những cái nghi thức như thế nào ạ? Ở làng tôi thì trước vật lầu thì có vật lão. Vật lão ở trong làng thì cử ra hai cụ nhiều tuổi, có sức khỏe và tiêu chuẩn là phải hai cụ là phải song toàn. Tức là cụ ông phải còn cụ ông cụ bà, nhưng mà không còn cụ bà cũng không được tham gia vật. Thế và mỗi keo vật như thế là vật 3 lần. Và vật 3 lần như thế để biểu hiện là như vậy, là không có bên cụ nào thắng, cụ nào thua, để cho không khí trong làng trở thành đoàn kết. Thưa quý vị và các bạn, sau những nghi lễ như là tế và rước thì quả cầu này sẽ được đưa ra sân để cho các trai đinh tổ chức lễ vật. Và đây là một quả cầu mới, còn quả cầu cũ, quả cầu cổ từ hàng trăm năm về trước thì ở phía trong kia. Và chúng ta sẽ cùng với ông đây để cùng vào tìm hiểu về quả cầu cổ của lễ hội vật lầu Quan Xuyên. Ông ơi, thế còn cái khối lượng và cái kích thước cụ thể của quả lầu là như thế nào ạ? Có đường kính là 45 phân. Với trọng lượng của nó cũng chỉ tới 12 cân. 12 cân khi xuống nước mà tranh giành đưa lên cũng đã là một cái vất vả, và đồng thời cũng là cái khó khăn, đòi hỏi những vật thủ phải có mưu mẹo, đồng thời phải tranh giành được thời cơ mới giành được thắng lợi. Vâng ạ, cháu cảm ơn ông ạ. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng ra sân để xem 72 vật thủ đã tranh tài với quả vật lầu này như thế nào ạ. Vật lầu chia làm hai đội là làng thượng và làng hạ, mỗi đội gồm 36 người. Trước mỗi keo vật, hai đội phải làm lễ tế lầu ở sân đình. Đây là nghi lễ để chứng tỏ lòng thành của các tráng đinh đối với thành hoàng làng. Sau đó, quả lầu, vật linh thiêng sẽ được các tráng đinh đội lên đầu, chuyển ra giữa giới vật. Nhìn hai đội vào giới vật làm cho chúng ta liên tưởng đến hai đội quân hùng mạnh cùng xung trận. Hai đội thi đấu trong 3 hiệp. Trong khi tranh lầu, những người tham gia chỉ được dùng lưng để lăn quả lầu về phía sân của đội mình. Và trong một thời điểm thích hợp, cá nhân của một đội sẽ cầm quả lầu chạy thả ở lỗ lầu bên mình. Xung quanh tục vật lầu có nhiều truyền thuyết. Như vậy, vật lầu vừa là trò chơi dân gian, vừa mang hình thức của một nghi lễ. Các trai đình trong làng tham gia vật lầu với ý nghĩa tưởng nhớ tới công lao của vị thành hoàng làng đã có công mở đất cho dân làng. Và đây cũng là một hình thức để rèn luyện sức khỏe, có sức khỏe để lao động và bảo vệ làng xã đất nước khi có giặc ngoại xâm.
Ở xứ nhãn Hưng Yên, 3 tháng mùa xuân có biết bao hội hè, nhưng hội làng Quan Xuyên vẫn thu hút được rất nhiều người tới dự. Với những ai xa quê, hội là dịp cho họ về quê hương, còn với khách thập phương, vật lầu chính là điều thu hút họ. Hội vật lầu của làng Quan Xuyên xuất phát từ mong mỏi cho làng một cuộc sống bình yên, phát triển, các dòng họ vững mạnh, gia súc sinh sôi, mùa màng bội thu để quanh năm người khang vật thịnh. Ai tới hội vật đều tìm thấy niềm vui của riêng mình trong không khí mùa xuân ấm áp và không khí tưng bừng của hội, làm cho mỗi người tin tưởng rằng chờ đón họ phía trước là những điều tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, Mục Tinh Hoa Phố Huyến đã khép lại tạp chí văn hóa của chúng tôi số này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.